Xin chào các bạn. Lâu rồi tôi mới được tám trên trang tám cuối tuần. Hôm nay thì tôi xin chia sẻ với các bạn một cái chủ đề. Đó là phương pháp dạy học của các bậc cao thủ võ lâm trong các tiểu thuyết của Kim Dung. Tôi xin mọi người một phút để tôi share sang trang của tôi nha. Nó giỏi thì xin cùng tôi like share chương trình này nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chào các bạn. Lâu rồi tôi mới được tám trên trang tám cuối tuần. Hôm nay thì tôi xin chia sẻ với các bạn một cái chủ đề. Đó là phương pháp dạy học của các bậc cao thủ võ lâm trong các tiểu thuyết của Kim Dung. Dạ, không biết là hôm nay có ai đang Tôi đang xin mọi theo người một dõi phút không? để tôi share sang trang của tôi nhé. Đã theo dõi thì Vâng, không biết là ai mọi người đang theo dõi thì có thích các tác phẩm kiếm hiệp của Kim Dung không ạ? Tôi thì là người rất là mê các tiểu thuyết của nhà văn Kim Dung. Với tôi thì những lúc buồn, những lúc căng thẳng, những lúc cần thư giãn, những lúc vui, tất cả những cái trạng thái cảm xúc mà tôi cần buông công việc ra để tìm một cái gì đó vui vẻ thì tôi lại tìm đến hoặc là truyện hoặc là phim của nhà văn Kim Dung. Những cái tiểu thuyết võ hiệp của ông như là Tiếng Họa Giang Hồ, Anh Hùng Xạ Điêu, Thiên Long Bát Bộ, Ỷ Thiên Đồ Long Ký là tôi thường xuyên xem, không chỉ xem một lần mà xem nhiều lần. Các tác phẩm đó thì tôi cũng không chỉ đọc một lần mà đọc nhiều lần. Quả thật là cũng hơi mê đúng không các bạn? Nhất là giai đoạn mà tôi đang làm nghiên cứu sinh thì tôi rất là căng thẳng, và mỗi lần căng thẳng, mỗi lần nhiều việc quá thì tôi lại bỏ bỏ mọi thứ sang bên và tôi phải đọc xong một bộ truyện đã thì tôi mới thấy là tôi có thêm năng lượng để làm cái gì đó mới. Thời gian vừa rồi thì tôi có 2 đợt nghỉ lễ và tôi cũng tranh thủ tôi xem được một bộ phim Tiếu Ngạo Giang Hồ, và tôi xem được đọc được một bộ sách là Ỷ Thiên Đồ Long Ký trong giai đoạn gần đây. Và hôm nay thì tôi rất là thích cái chủ đề mà bàn về những phương pháp dạy học của các bậc thầy trong các tiểu thuyết của Kim Dung. Trước hết thì tôi sẽ xin phép được đọc một đoạn nhận xét mà tôi rất là đồng cảm trong cuốn sách Kim Dung của nhà văn Vũ Đức Sao Biển, Kim Dung Giữa Đời Tôi. Vâng, ông cũng là một người vừa là dịch giả các tác phẩm của Kim Dung, vừa là một người rất là mê tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung, nên ông đã viết một cuốn sách dày ơi là dày về vấn đề này. Là các bạn nhìn thấy nó dày lắm. Và cảm ơn bạn Đặng Ngọc Thanh Vân đã tặng tôi cuốn sách này. Và tôi đã tìm thấy một đoạn rất là đồng cảm của bác Vũ Đức Sao Biển nói về phương pháp mà dạy của tiền bối Phong Thanh Dương với Lệnh Hồ Sung. Vâng, tôi xin phép là được đọc cái đoạn này vì tôi thấy tâm đắc quá nên tôi xin phép chia sẻ. Phong Thanh Dương đã dạy cho Lệnh Hồ Sung dĩ chiêu, dĩ vô chiêu thắng hữu chiêu. Trong kiếm thế hữu chiêu, vì có chiêu thức cho nên để phát ra được chiêu thức ấy, con người phải có cả bộ vị, có ni tức. Và quan điểm của Phong Thanh Dương là nên đánh ngay vào thời điểm chuẩn bị bộ vị ni tức đó. Kiếm phải phát ra theo ý, và người kiếm sĩ phát triển kiếm ý chứ không sử dụng kiếm chiêu. Nói một cách khác, người xử kiếm chứ không phải kiếm xử người, và cần đến một phong thái ung dung liên tục như nước chảy mây trôi trong lúc giao đấu với địch thủ. Lệnh Hồ Sung học kiếm pháp với Nhạc Bất Quần, một cái nhấc chân, một cái huơ tay đều phải đúng phương vị ni tức. Cách dạy của Phong Thanh Dương lại vô cùng thích hợp với tâm tính lãng mạn của Lệnh Hồ Sung. Điều này làm ta nhớ đến chương thuyết kiếm của Trang Tử. Trang lão Trang Tử chủ trương vô vi không làm, không làm nhưng không có gì là không làm, vô vi nhi vô bất vi. Vì thế mà Lệnh Hồ Sung đã rất là thành công với Độc Cô Cửu Kiếm. Vâng, một đoạn này của bác Vũ Đức Sao Điềm Biển làm tôi rất là tâm đắc, vì tôi rất thích cái cách dạy mà để cho người người học trò của mình sáng tạo. Có một cái điểm thú vị đó là bậc thầy Phong Thanh Dương đã rất là hiểu cái tính khí của Lệnh Ngọc Sung, cho nên là dạy theo cái tâm tư của đối tượng, hiểu đối tượng người người học và dạy theo cái cách mà phù hợp với người học đó. Còn cách của Nhạc Bất Quần mà dạy theo bài bản á, thì các bạn đã tranh luận với tôi là Nhạc Bất Quần dạy bài bản và nhà sư phạm thì cần phải như vậy. Tôi thì tôi không đồng ý với ý kiến của bạn ấy lắm. Tôi cho rằng Nhạc Bất Quần dạy Lệnh Ngọc Sung mà lại dạy kiểu bài bản thì Nhạc Bất Quần không hiểu gì học trò của mình cả.
Tôi cũng xin chia sẻ với các bạn đang theo dõi livestream là tôi cùng với hai tác giả khác là chị Nguyễn Minh Phượng và anh Lê Viết Trung đã viết cuốn sách này. Tôi và chị Minh Phượng thì cùng học với nhau một khóa cẩm năng bát sư phạm, một khóa thực hành của bát sư phạm đối với các chuyên gia Đức đã dạy chúng tôi trong 1 năm rưỡi, và chị Phượng là người sau đó thì dạy khóa của tôi và 2 khóa sau tôi. Còn tôi thì học khóa 2 và sau đó tôi được dạy 2 khóa sau tôi nữa cùng với chị Phượng, nên chúng tôi vừa là mối quan hệ là thầy trò vừa là mối quan hệ đồng nghiệp. Thì chúng tôi đã tâm đắc những điều mà được học bởi các chuyên gia Đức và chúng tôi viết những cuốn sách này. Và trong cuốn sách này thì chúng tôi cũng được một cái điểm nhấn mạnh rất là quan trọng, đó là dạy học phải tìm hiểu rất là kỹ đối tượng của mình, dạy học dựa theo cái nhu cầu, cái sở thích, cái tính cách, cái đặc trưng, cái khả năng tiếp thu của đối tượng người học, chứ không phải là mình có cái gì mình dạy cái đấy, mà phải dạy rất hết sức là phù hợp với người học. Và tôi rất thích cái quan điểm này, nên vì thế mà tôi tâm đắc với tiền bối Phong Thanh Dương khi mà dạy Lệnh Hồ Xung, đã dạy theo cái cách thức ngay lúc đó, thời điểm đó là đang đấu với Điền Bá Quang và đang cần phải ngay lập tức để mà chiến thắng Điền Bá Quang. Thì lúc đầu thì Phong Thanh Dương đã dạy Lệnh Hồ Xung những cách thức có thể là chiến thắng ngay, sau đó là lại rút vào lại dạy tiếp. Và sau khi mà đã chiến thắng được Điền Bá Quang rồi thì Phong Thanh Dương mới dạy một cách bài bản về 9 đường kiếm của Độc Cô Kiểu Kiếm. Thì tôi thấy cái cách dạy này nó rất là thú vị và tuyệt vời. Một điều thú vị nữa mà tôi thích ở cái người thầy Phong Thanh Dương này, đó chính là luôn luôn cho người học trò của mình sáng tạo và không muốn cho học trò của mình bị ảnh hưởng bởi các chiêu thức, các bài bản mà mình đã truyền dạy. Tôi có trong nhóm 8 Phú Thần của chúng tôi có anh Phạm Phúc Thịnh, cũng là người rất là thích tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung, và anh đã chia sẻ với tôi, rất là đồng cảm với tôi trong cái mong muốn liên quan tới cái chủ đề hôm nay tôi nói. Và anh đã chia sẻ với tôi là anh cảm thấy rất là tâm đắc với cái cách dạy của bậc tiền bối Phong Thanh Dương cũng như là những nhân vật khác ở trong các tiểu thuyết của Kim Dung. Ông rất coi trọng sự sáng tạo và các bậc thầy luôn luôn khuyến khích học trò của mình thoát khỏi cái sự ràng buộc của các chiêu thức, của các môn phái. Thậm chí là cái câu mà trong cuốn sách, trong cuốn tiểu thuyết Ỷ Thiên Đồ Long Ký đó, mấy hôm trước tôi có đăng lên cho mọi người một cái câu nói rất là hay, đó là mọi kiến thức cao thâm thì đều quy về một mối. Thì tôi rất là thích ý này. Mọi môn võ công thì nó đều có những cái đặc thù riêng, có những cái thú vị riêng, nhưng thực ra nó lại đều quy về một cái gốc. Và khi mà người ta đã giỏi nhiều môn phái thì người ta sẽ thấy cái điểm chung đó, và người ta không không còn phân biệt môn phái nữa, cũng không còn phân biệt chính tà nữa. Thì cái sự sáng tạo này và cái sự không phân biệt này nó rất là thú vị. Và tôi xin trích dẫn một chút xíu về cái phần mà tôi đã nói ở trong cái cuốn sách của tác giả Kim Dung, đó là bộ sách Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Ngoài cái người thầy bậc thầy Phong Thanh Dương thì tôi còn thích một nhân vật nữa, đó là vị tiền bối có tên là Trương Tam Phong. Ông đã dạy cho cháu của mình Trương Vô Kỵ một cái kiếm kiếm khí rất là hay, và khi mà trong cái lúc dạy thì dạy ngay trước các cao thủ võ lâm khác, và lại yêu cầu là Trương Vô Kỵ hãy học xong thì phải quên hết đi, quên hết các chiêu thức mà Trương Tam Phong vừa dạy đi thì mới là đạt được cái mong đợi của sư phụ. Và đúng là Trương Vô Kỵ đã hiểu ngay được ý của thầy của mình, và học xong thì cố gắng quên từng bước tất cả các chiêu kiếm mà bậc thầy Phong Thanh Dương vừa vừa dạy. Và Trương Vô Kỵ đã rất là thành công với 2 cái tác phẩm mới nhất của Trương Tam Phong, đó là Kiếm Ý và Thái Cực Quyền. Thì đấy chính là cái cách mà ngay trong trong không phải chỉ là một nhân vật Phong Thanh Dương, mà nhân vật Trương Tam Phong cũng dạy học trò theo cái cách sự sáng tạo không ràng buộc, và phải quên hết những cái chiêu thức, những cái máy móc đi, mà quan trọng nhớ là cái bản chất của vấn đề, mà kỵ ý, cái quan trọng nhất là cái tư duy, cái ý của mình nó sẽ điều khiển tất cả những cái cách thức của mình khi mà lâm trận, thì gọi là người xử kiếm chứ không phải kiếm xử người đó. Thì cái cách đó tôi rất là tâm đắc. Và trong trong các tác phẩm của Kim Dung thì tôi còn nhớ đến một nhân vật nữa, đó là nhân vật Tiểu Long Nữ.
Câu chuyện đó thì tôi đã đọc cách đây mấy năm rồi nên tôi không còn nhớ chi tiết lắm. Và gần đây thì bạn bạn Tài đã gợi nhớ cho tôi cái chi tiết là Tiểu Long Nữ dạy Dương Quá học võ. Thì có một cái chi tiết rất là thú vị, đó là Tiểu Long Nữ đã cho Dương Quá học bằng cách là bắt đầu từ những cái động tác bắt chim sẻ. Chúng ta còn nhớ cái hình ảnh đó trong phim không ạ? Lúc đầu là bắt vài con chim, sau đó là thả nhiều chim rồi ngày càng tăng lên, và Trương Vũ Kỵ và Dương Quá đã phải tập rất là chăm chỉ miệt mài để có thể là bắt những con chim này một cách thành thục. Và đây cũng là một cái cách mà bạn Tài vẫn nói tôi rất là đồng tình, đó là cái cách mà mình nhìn thấy cái tổng thể của vấn đề và mình không để cho những cái chi tiết rời rạc nó làm cho mình bị phân tâm. Và nói vui như như bạn Tài hay dùng từ đó là tạo ra một thiên la địa võng, nhưng mình không bị rối trong thiên la địa võng đó. Cũng giống như cái tư tưởng mà mọi cái kiến thức cao thâm đều quy về một mối, là mình học rời rạc, kiến thức rời rạc thì mình sẽ chỉ nhìn thấy giống như là một người thầy bói xem voi mà thôi, thấy cái tai của con voi to, thấy cái đuôi của con voi dài, chứ không nhìn được tổng thể con voi. Nhưng khi một người mà hiểu được cái tính tổng thể và không bị chi phối bởi những cái tiểu tiết thì người đó sẽ thành tựu. Trong việc học cũng vậy, nếu chúng ta tham học quá nhiều thứ và chúng ta lại tập trung vào những cái thứ riêng lẻ rời rạc đó thì chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được cái bản chất của vấn đề và không bao giờ thấy được cái tính tổng thể. Tôi may mắn là được học ba chuyên môn, đó là chuyên môn phương pháp sư phạm, chuyên môn dõi học và chuyên môn tâm lý lâm sàng. Và tôi thấy đúng là cả ba chuyên môn này nó như là một, nó tạo nên một cái bức tranh tổng thể. Và mỗi một cái chuyên môn mà tôi học, mỗi một cái kiến thức mà tôi học, mỗi một bậc thầy mà tôi học, nó giống như là một cái mảnh ghép trong một cái bức tranh tổng thể mà tôi mỗi ngày làm việc, mỗi ngày học thì tôi lại khám phá ra một mảnh ghép và tôi đang hoàn thiện dần cái bức tranh tổng thể đó của mình. Và tôi thêm thấu hiểu cái câu nói mọi kiến thức cao thâm đều quy về một mối khi mà tôi được may mắn làm việc với cả ba chuyên môn đó. Và bây giờ khi mà tôi đang đi dạy cho mọi người về phương pháp sư phạm thì tôi rất là coi trọng cái sự sáng tạo của người học. Tôi ngay ngày hôm nay, hôm qua thôi thì tôi đang dạy hai lớp phương pháp sư phạm cho các thầy cô ở trường đại học Nguyễn Tất Thành và ở một công ty giáo dục đào tạo ở trên đường Nguyễn Gia Trí. Và tôi có lưu ý với các thầy cô là khi học về các phương pháp thì bước một chúng ta phải học cho tốt từng phương pháp, từng bước của các phương pháp. Nhưng mà tôi mong các thầy cô học nhiều phương pháp và học thành thục rồi thì lại phải thật tập quên đi tất cả các bước đó và học cách sáng tạo các phương pháp, cách học, cách lồng ghép các phương pháp. Và khi vào một cái bài giảng chuyên môn cụ thể của mình thì người nghe sẽ không không quan tâm đến việc mình đang sử dụng phương pháp nào, mà người ta sẽ quan tâm đến hiệu quả của việc giảng dạy. Anh có làm cho bài giảng cuốn hút không, hữu ích không, sinh động không và đạt được cái mong muốn, cái sự thích thích ứng của người học hay không, cái tính hữu dụng với từng người học, cái phương pháp phù hợp với năng lực người học, cái phương pháp phù hợp với từng đối tượng học và từng môn học và từng điều kiện học cụ thể, từ cái điều kiện về thời gian, không gian, cái cơ sở vật chất, tất cả những cái đó đòi hỏi sự sáng tạo của người giáo viên. Và cái tinh thần của Trương Tam Phong hay tinh thần của Phong Thanh Dương hay là cái cách dạy của Tiểu Long Nữ đã cho tôi một cái sự thú vị, một cái sự đồng điệu. Khi mà chúng tôi dạy về phương pháp sư phạm, chúng tôi thấy điều đó nó rất là có ích cho giáo viên của chúng ta. Giáo viên của chúng ta sẽ sáng tạo khi mà họ thoát ly khỏi những cái quan điểm lý thuyết này, quan điểm lý thuyết kia, bước này, bước kia, kỹ thuật này, kỹ thuật kia, phương pháp này, phương pháp kia. Họ khi họ hiểu được bản chất của phương pháp rồi, phương pháp là công cụ để truyền tải nội dung để nhằm đạt được cái mục tiêu mà bài giảng cần đạt tới, thì người ta sẽ có những cái cách thức riêng, thậm chí là lúc đấy những cái lúc dạy người ta sẽ có sự sáng tạo rất là thú vị liên quan tới cái cách mà người ta đang 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 gọi là, chúng ta gọi là đang 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 cao hứng, đang say sưa ở trên 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 cái bài giảng của mình, chứ không còn nhớ là ở phần này thì mình phải dạy kiểu này, phần kia thì mình phải dạy kiểu kia nữa. Lúc đó là cái tư duy của chúng ta nó sẽ tạo cảm hứng để chúng ta có những cái cách thức rất là sáng tạo. Cảm ơn một số bạn đang theo dõi chương trình live. Tôi xin phép được dừng để giao lưu tí xíu nha. Cảm ơn thầy giáo Lê Phát đã nói là em đồng ý đừng quá quan tâm đang sử dụng phương pháp nào,
và chú tâm hiệu quả của nó. Đúng thế ạ, một bậc thầy mà biết hiểu về bản chất các phương pháp thì sẽ luôn luôn quan tâm đến hiệu quả và luôn luôn sáng tạo các phương pháp của chính mình, của riêng mình, phù hợp với năng lực của mình, sở thích của mình, sở trường của mình, cái tính cách của mình, dựa trên cái việc mà chúng ta hiểu kỹ về người học, hiểu kỹ về tất cả những cái yếu tố liên quan đến bài giảng của mình. Không biết là có ai đang cùng tám thì xin xin cho tôi biết ý kiến của mình nha. Tôi đang 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 tìm hiểu cái cách mà mọi người dạy như thế nào, mà có ai mê Kim Dung không thì xin cùng tám với tôi. Tôi không đọc được hết các comment của mọi người. Tôi đang đang muốn tìm hiểu xem là mọi người nghĩ thế nào về tác phẩm Kim Dung đây ạ. Tác phẩm của nhà văn Kim Dung đây ạ. Mọi người có thích không? Và mọi người thấy là học được gì từ tác phẩm của ông? Tôi thì với một cái kinh nghiệm làm dạy về phương pháp thì tôi nhìn thấy một vài điều thú vị đó. Thực sự là trong câu chuyện liên quan tới nhà văn Kim Dung thì chúng ta học được từ ông nhiều điều lắm, đúng không ạ? Tình yêu trong trong các tác phẩm của Kim Dung cũng vô cùng là thú vị, đúng không ạ? Tôi thích nhất là những cái tư tưởng võ hiệp trong tác phẩm Kim Dung và tình yêu trong tác phẩm Kim Dung. Tinh thần võ hiệp, và không chỉ là võ mà còn là hiệp, cái tinh thần hiệp nghĩa, tinh thần giúp cho mọi người có một cái lòng gọi là điều nhân, làm muốn làm điều thiện, muốn làm điều nhân nghĩa để mà giúp đời. Thì cái tinh thần võ hiệp đấy tôi rất là thích. Vâng, có ai đang 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 xem thì xin comment đi ạ. Tôi rất là muốn cùng mọi người lạm bàn. Thực ra thì tôi không phải là người quá chuyên sâu về các tác giả, các tác phẩm của Kim Dung đâu ạ. Tôi chỉ biết một chút xíu thôi, cho nên tôi nói là tối nay tôi lạm bàn thôi. À, Tiểu Long Nữ trong Thần Điêu Đại Hiệp. Cảm ơn anh Phạm Quốc Thịnh. Đúng thế ạ. Em lâu rồi chưa đọc lại tác phẩm đấy, thì hôm vừa rồi bạn Tài bạn nhắc em cái chi tiết là Tiểu Long Nữ dạy Dương Quá mà bắt đầu bằng cái bài bắt chim thì em mới nhớ, vì em đã từng xem phim này rồi mà xem lâu quá rồi. Dạ. Biết anh Thịnh còn cao kiến thì xin chia sẻ với mọi người ạ. Vâng. Hôm nay thì cái máy tính của Thúy nó lại có vấn đề, cho nên Thúy lại không có nhìn thấy cái hình của mình ở trên trên mạng, lại phải nhìn qua điện thoại, nên mọi người sẽ thấy thỉnh thoảng Thúy nhìn lên nhìn xuống. Cảm ơn chị Diễm Thúy luôn ủng hộ tám. Cảm ơn bạn Hoàng Tuyết Phương. Vâng, tôi nhìn đây là có đến 16 bình luận mà tôi không đọc được cả 16 bình luận đó. Anh Thịnh ơi, anh cho thêm vài ý đi. Vâng, em đang kẹt là không nhìn thấy rõ các lời bình luận của mọi người đây. Không biết là có cái bình luận nào của mọi người mà em không nhìn thấy không? Vâng. Có lẽ là chỉ qua ba chỉ là ba cái nhân vật mà tôi vừa nhắc đến trong tám này, là anh Thịnh tự comment lại được không ạ? Nó không xuất hiện anh ơi, em không có nhìn thấy. Em chỉ nhìn thấy comment mới nhất của anh là có comment ở trên thôi. Ba nhân vật là Trương Tam Phong, Phong Thanh Dương và Tiểu Long Nữ, để chúng ta thấy là cái tư tưởng sáng tạo của Kim Dung nó rất là đặc sắc. Vâng. Cái cách mà làm cho người học được sáng tạo này, được tự do này, và được học theo cái cách riêng của mình này, đó, nó rất là hay. Anh Thịnh có nói là Phong Thanh Dương dạy Lợi Ngọc Sung đấu với Điềm Bác Quang thì ông ta dạy giả bộ thôi. Vâng, lúc đầu là dạy vài chiêu thức để đối phó thôi, còn sau đấy thì mới dạy chi tiết. Dạ vâng. Có lẽ trong khi mà đang đợi mọi người tám thì bình luận thêm một chút xíu. Cái ý mà mọi học vấn cao thâm đến chỗ cùng cực thì đều quy về một mối, thì Thúy thấy là trong cái tác phẩm Ỷ Thiên Đầu Long Ký á, thì Trương Vô Kỵ nhận ra điều này và nói điều này trong cái tâm sự của Trương Vô Kỵ đó. Đó là khi mà Trương Vô Kỵ được học rất là nhiều cái loại loại võ công rồi, cho nên Trương Vô Kỵ mới hiểu được cái gốc của các loại võ công, và Trương Vô Kỵ sẽ không còn phân biệt nữa. Và có một cái câu nữa trong đạo Phật nó có rất là liên quan tới những cái tác phẩm của Kim Dung, đó là đỉnh cao của buông bỏ là nhìn mà không thấy, thấy mà không nghĩ, nghĩ mà không bận lòng. Thì trong trong tác phẩm Trương Vô Kỵ cũng có một đoạn liên quan tới cái đoạn đấu võ với
ba 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 đại sư mà đang canh giữ ở Tạ Tốn đó, thì nó có một cái chi tiết này mọi người, nó rất là thú vị, nó cũng liên quan tới chủ đề mà chúng ta đang bàn ở đây. Đó là một đoạn này tôi đọc cho mọi người nghe nha. Chư Vô Kỵ nội kình chẳng thua kém gì ba vị cao tăng liên thủ, song công phu khô thiền ta vật đều quên, tức là nhìn mà không thấy, thấy mà không nghĩ, nghĩ mà không bận lòng đó. Ta vật đều quên thì kém xa, chưa đạt được mức vào mắt mà không thấy, vào tai mà không nghe thấy. Khi thấy Chu Như Chu Chỉ Nhược xuất thủ uy hiếp Tạ Tốn, tâm thần chàng liền xáo động, Chu điên lên quấy rối, rồi lúc giơ đao toan tự sát thì đều chàng đều nhìn thấy, chàng càng thêm nóng ruột, chính là lúc nội tức trào lên, chỉ giây lát sẽ học máu mà chết. Đó. Thì cái đoạn này nó rất thú vị ở chỗ là khi mà ta dạy á, thì ta không thể nào mà phân tâm được. Nếu một thầy giáo, cô giáo mà đang trên bục giảng mà chúng ta để cái tâm ý của chúng ta nó không tập trung vào bài giảng, chúng ta không bao giờ dạy tốt được. Lúc đấy chúng ta toàn tâm toàn ý vào bài giảng, thì đấy là một cái ý thứ nhất, nó liên quan đến sự tập trung. Cái ý thứ hai nó liên quan tới sự bình tĩnh, sự gọi là làm chủ cái cảm xúc của mình. Ta vật đều quên là chúng ta tập trung hoàn toàn vào cái điều chúng ta đang cùng làm với học trò. Còn những cái chi tiết mà nó không liên quan tới mục tiêu bài giảng, nó không liên quan tới cái nội dung mà mình đang nói, thì mình không có quá chú tâm. Nhiều giáo viên đôi khi là đang dạy rất say sưa, nhưng mà thấy một học sinh nói chuyện thì lại tự nhiên lại cau mày bực bội về học sinh đó. Thậm chí tôi còn nhớ một người thầy rất là lâu rồi, những cái năm xưa mà dạy cấp 2 của tôi, đã đang say sưa giảng một một công thức toán thì thầy ấy nhìn thấy một bạn nói chuyện và thầy ném ngay viên phấn vào mặt bạn ấy, và nó làm cho cái mạch nói của thầy cũng bị ngắt. Rồi những học trò của thầy nhìn thầy rất là choáng và cũng không còn tâm trí đâu để học nữa. Cái người bị thầy ném phấn hay là những người quan sát thấy thầy ném phấn thì cũng không còn tiếp thu được cái lời dạy rất là thú vị của thầy, mặc dù thầy là một người thầy rất là giỏi. Thì tôi cho rằng là một người thầy giáo phải học được cái tư tưởng này tất nhiên là không hề dễ, tôi cũng thấy không hề dễ. Cảm ơn anh Phạm Vũ Thịnh đã đưa thêm một vài ý rất là thú vị, đó là ông tạo ra sự tự tin cho Lệnh Ngọc Sông khi mà đấu Điền Bá Quang. Vâng, đúng như vậy ạ. Chính cái việc mà dạy đối phó, mà dạy như không dạy này, giả vờ này, và làm cho Lệnh Ngọc Sông có thể thắng được Điền Bá Quang đã làm cho Lệnh Ngọc Sông rất là tự tin. Và cái anh Thịnh có nói là cái ý quy về một mối hiện nay thì trong giáo dục đang ứng dụng, đó là dạy tích hợp và dạy STEM. Anh Thịnh là dân công nghệ thông tin, dân tự nhiên, cho nên là hỉ liên hệ ngay với cái ý là dạy STEM đúng không ạ? Còn em thì em liên hệ với công việc của em. Khi mà em dạy làm tham vấn tâm lý, Thúy làm tham vấn tâm lý, thì những cái câu chuyện của thân chủ trong tham vấn tâm lý nó lại giúp cho Thúy rất là nhiều trong việc dạy kỹ năng. Và cái phương pháp sư phạm mà Thúy đang được học, đang được tập, được luyện bao nhiêu năm nay đó, thì nó lại rất là phù hợp với công việc làm tham vấn cũng như là công việc giảng dạy của Thúy, cũng như là công việc tập huấn kỹ năng của Thúy. Tức là cả ba cái chuyên môn này nó hỗ trợ nhau rất là nhiều. Vâng, cảm ơn anh Phạm Vũ Thịnh rất nhiều đã hỗ trợ em những ý kiến rất thú vị cho buổi livestream hôm nay, và xin đọc tặng mọi người một đoạn thơ trong cuốn Ỷ Tiên Đồng Long Ký để kết thúc cái chủ đề hôm nay. Có lẽ trước khi đọc thơ thì Thúy xin chốt lại một chút xíu. Vậy thì Thúy học được gì từ tác giả Kim Dung? Phương các tác giả Kim Dung thông qua những nhân vật cao thủ võ lâm đã có những cái cách thức chia sẻ với người đọc, cách thức dạy học trò rất thú vị. Phương pháp dạy học trò của ba nhân vật mà Thúy nhắc đến trong chương trình hôm nay thì rất tâm đắc, đó là Phong Thanh Dương, Trương Tam Phong và Tiểu Long Nữ. Phong Thanh Dương hay là Trương Tam Phong thì đều nhấn mạnh đến cái sự quên chiêu mà chỉ là kiếm ý và tạo ra một cái sự sáng tạo cho học trò của mình, và đặc biệt là dạy dựa trên cái năng lực của học trò, dựa trên cá tính của học trò, chứ không phải là dạy theo kiểu bài bản một cách máy móc cho mọi học trò như nhau. Đấy là cái điều mà tôi thích nhất. Hiểu biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, thì cái người thầy hiểu rõ học trò của mình và tìm ra phương pháp, tìm ra cách thức, tìm ra chiêu thức để dạy cho học trò dựa trên cái năng lực riêng của họ, người thầy đấy sẽ thành công và sẽ tạo ra những trò giỏi. Và chúng ta thấy là qua tác phẩm của Kim Dung, chúng ta thấy là những bậc thầy giỏi thì sẽ có những trò rất là xuất sắc. Vâng. Và một cái điều mà tôi học được, rút ra được từ nhân vật Tiểu Long Nữ, đó là cô đã cho Dương Quá học cái cách bắt chim để mà hiểu được tính từng từng những cái chi tiết
cũng như cái tổng thể để chúng ta thấy được là trong cái thiên la địa võng đấy thì làm sao vẫn có thể làm chủ được những cái cách thức của mình khi mà đấu với những cái đối thủ khác nhau và có những cái nguy hiểm khác nhau thì vẫn có thể làm chủ được cái cách thức của mình. Thì bản thân chúng ta là giáo viên, chúng ta dạy một chuyên môn nhỏ, nhưng chúng ta phải nhớ là người học đang học rất là nhiều những cái môn học khác nhau, và mỗi một môn học nó là một nhánh của một khoa học gốc mà thôi, và chúng ta phải hiểu cái tính tổng thể đó để cho người học nắm được bản chất vấn đề, nắm được bức tranh tổng quát, chứ không nên là chỉ chuyên môn của mình là số 1, rồi bài giảng của mình là số 1, cái lý thuyết mà mình thích là số 1, mình quên đi cái tính tổng thể của bản thân cái chuyên ngành đó, môn học đó hay là trong cái ngành khoa học đó. Chúng ta phải hiểu cái tính tổng thể của vấn đề và chúng ta cho người học nắm được bản chất vấn đề, và từ đó họ có một cái mong muốn khám phá, tự học cũng như là khám phá qua nhiều kênh khác nhau, chứ không phải là chỉ có nhờ vị thầy này thì mình mới giỏi được, mà người học trò sẽ học được từ nhiều người thầy khác, nhiều kênh khác nhau. Một người thầy giỏi sẽ như là Trương Tam Phong, như là Phong Thanh Dương dạy xong thì muốn học trò của mình không nhắc đến mình nữa, hãy không được nói với bất kỳ ai là người dạy cho mình là thầy Phong Thanh Dương. Thì tôi cũng thích cái gọi là làm và rồi quên đi, chứ không kể công, không có lưu lại, không có ghi danh. Cái đấy nó rất là thú vị. Nếu như ai đó dạy mà lại kể ghi ghi cái dấu ấn của mình trên học trò quá nhiều, bắt học trò phải học cái phong cách của mình, học cái kiểu của mình, thì đấy là một người thầy mà tôi cho rằng chúng ta phải xem lại cái tính ích kỷ, cái tôi cá nhân rất là cao của mình. Đó, thì đấy là một vài cái điều mà tôi tâm đắc. Có lẽ mỗi người đọc sẽ có những tâm đắc khác nhau, nhưng mà cá nhân tôi thì tâm đắc một vài ý nhỏ nhỏ như vậy. Và khi mà tôi dạy phương pháp sư phạm cho các thầy cô giáo theo cái chương trình tôi tập huấn phương pháp sư phạm, ở cuốn sách này là cuốn sách mà chúng tôi tâm đắc viết lại những gì chúng tôi được học, bởi được dạy bởi các chuyên gia Đức trong khóa thực hành phương pháp sư phạm, thì chúng tôi chia sẻ với các thầy cô cái cách là dùng các phương pháp sư phạm như thế nào để đảm bảo được 5 nguyên tắc giảng dạy, để đạt được mục tiêu giảng dạy, đạt được hiệu quả giảng dạy. Chứ còn các phương pháp nó chỉ là những cái cách thức, những cái kỹ thuật, những cái góc nhìn khác nhau, những cái chiêu khác nhau, tùy thuộc vào đối tượng học, nội dung học, thời gian, không gian, phương tiện, vật chất, tất cả những yếu tố tác động để mà mình chọn phương pháp phù hợp mà thôi. Chứ mình đừng máy móc vào phương pháp. Học xong cái phương pháp rồi, hãy quên tất cả phương pháp đi. Hãy học quan điểm của Phong Thanh Dương, đó là vô chiêu mà thắng hữu chiêu. Thì như vậy, sự sáng tạo của thầy cô là vô bờ bến, không có điểm dừng. Và những phương pháp trong cuốn sách này chúng tôi cũng ghi rõ là chỉ là gợi ý thôi. Còn các thầy cô hãy sáng tạo và sáng tạo. Đấy mới là điều chúng tôi kỳ vọng ở các thầy cô. Chứ không nên học một cái cách thức của ai cả, không nên học một cái phong cách của ai cả. Bạn hãy là chính mình trên bục giảng, bạn hãy sáng tạo ra những cách thức riêng của bạn trên bục giảng, phù hợp với chuyên môn của bạn, với phong cách con người bạn, và đặc biệt phải phù hợp với người học của bạn là ai. Đó là vài điều mà tôi tâm sự với các bạn tối nay. Bây giờ thì tôi xin đọc một cái bài thơ mà tôi rất là tâm đắc. Nó là bài hát mà Tiểu Chiêu hát cho Trương Vô Kỵ nghe trong đường hầm trên đỉnh Quang Minh, nhưng tôi không biết hát cho nên tôi đọc thơ thôi. Bài thơ này rất là hay. Sự đời lúc xuống lúc lên, nhân sinh đâu chỉ là hên là mừng. Thế gian khi phế khi hưng, trong hung tàn cát, cát hung đổi đời. Khi đầy cũng có khi vơi, có ai giàu mãi mấy đời sinh sang. Trăng tròn rồi lại trăng tàn, trời cao đất thấp đã hoàn mỹ chăng? Chớ nên cau mặt nhíu mày, cũng đừng vỗ ngực ta hay ta giàu. Đẹp giàu phỏng được bao lâu, ngày nào xanh tóc giờ đầu bạc phơ. Giàu sang khôn khéo có thừa, khác chi nghèo khó đần ngu vậy mà. Có người thì cũng có ta, xưa nay đây đó vốn là như nhau. Cõi trần kẻ trước người sau, cuối cùng cũng đến cái cầu xuôi tay. Hôm nay hãy biết bữa nay, trăm năm thấm thoát đã hay một đời. Mấy ai thọ được 70, thời gian như nước chảy xuôi qua cầu. Vâng, bài hát rất là triết lý đúng không ạ? Và tôi rất thích bài hát này. Chia sẻ cùng các bạn cũng là để kết thúc cái buổi live 8 hôm chút xíu về phương pháp dạy học của các cao thủ Võ Lâm trong tiểu thuyết Kim Dung. Chúc các bạn luôn luôn tìm được cái cách học chính mình. Trong tiểu thuyết Kim Dung cũng có nhiều điều thú vị về cách học lắm, nhưng hôm nay trong ít phút thì tôi chỉ xin bàn về cách dạy thôi.
thôi. Và rất mong một dịp nào đó chúng ta lại có dịp đàm đạo về một vài điều thú vị trong tác phẩm của Kim nhà văn Kim Dung. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, đặc biệt cảm ơn các thầy cô giáo đã cùng chia sẻ trong chuyên đề hôm nay. Và rất mong các thầy cô giáo sẽ comment những ý riêng của mình nha. Chỉ trong livestream này chỉ là vài ý lạm bàn của tôi thôi. Tôi cũng chỉ là cái người hiểu rất là ít. Người ta nói là biết thì sẽ không nói, mà nói thì là không biết. Mình nói thằng chẳng qua là mình muốn bàn thêm để mình hiểu thêm thôi, chứ thực ra là mình cũng chưa biết nhiều về vấn đề này, đúng không ạ? Cảm ơn mọi người nhiều lắm đã cùng tôi tham gia live hôm nay. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Tám Cuối Tuần. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc mọi người một đêm ngon giấc giấc, và chúc mọi người là ngày